Theo như lời kêu gọi của mấy bác sĩ thì để phát triển ngành y học cổ truyền thì mình cũng làm một cái video cây chỉ để mà điều trị cơn hen phế quản. Thì cũng có chút kinh nghiệm nhỏ nhỏ truyền lại cho những anh chị em nào mà chưa từng biết phương pháp này. Hoặc là có những cái gì thiếu sót thì cũng mong các bác sĩ là góp ý thêm cho mình. Thì đối với bệnh nhân hen phế quản á, thì như chúng ta đã biết có 5 tiêu chí để đánh giá kiểm soát cơn hen. Đó như là triệu chứng xuất hiện là bé hơn 2 lần trên tuần. Và người bệnh dùng thuốc cắt cơn hen là bé hơn hoặc bằng 2 lần trên tuần. Triệu chứng ban đêm của họ là không có, hoạt động thể lực của họ là không bị hạn chế và FEV1 là lớn hơn 8%. Nếu người bệnh có đủ 5 tiêu chí thì họ kiểm soát cơn hen hoàn toàn. Nếu người bệnh có từ 3 đến 4 tiêu chí thì họ chỉ kiểm soát được một phần. Nếu họ bé hơn bằng 2 tiêu chí thì họ không kiểm soát cơn hen. Thì không biết thì hiện tại thì cái tiêu chí kiểm soát cơn hen có thay đổi hay không, nhưng mà lúc xưa mình học thì như vậy. Thì đối với những bệnh nhân mà đến với đông y chúng ta để cái chỉ điều trị hen phế quản thì thường thường là họ sẽ kiểm soát cơn hen một phần hoặc là họ không kiểm soát cơn hen được, tức là dùng thuốc tây nhưng mà hiệu quả nó không cao. Thì đối với trường hợp này thì bệnh nhân bị hen phế quản 2 năm rồi và triệu chứng thường xuất hiện vào ban đêm và khi hoạt động thể lực nhiều, tức là do người bệnh này là làm công việc là buôn bán ngoài chợ và đưa hàng đi vào ban đêm. Thì hoặc là người bệnh này còn đặc điểm nữa là họ dị ứng với cá trâu, cá trê, cá trắm và gà, thường thường ăn mấy cái loại thức ăn đó là họ sẽ lên cơn hen. Thì đối với trường hợp này thì bệnh nhân sẽ không ăn những cái chất đó, nhưng mà họ lại có hai cái là khi mà họ làm việc nhiều nặng mệt hoặc là họ làm việc vào ban đêm tức là trời lạnh thì lại có xuất hiện cơn hen. Thì đối với trường hợp này thì mình cũng dùng phác đồ đơn giản thôi, cũng không có gì phức tạp lắm. Thì đầu tiên thì mình sẽ cày chỉ vào huyệt đình xuyển. Thì như các bạn đã biết thì huyệt đình xuyển là nó nằm ở cái đốt sống cổ 7 mà đo ra ngang 0,5 thốn, tức là huyệt đại chi ra 0,5 thốn đấy. Đối với trường hợp mà huyệt này thì mình cày chỉ là sâu từ 1 đến 1,5 thốn. Đối với trường hợp mà họ bị hen nặng thì mình sẽ cày chỉ đến 1,5 thốn. Đối với trường hợp mà họ sẽ hen mức độ vừa thì mình cái chỉ tầm một thốn thôi. Thì huyệt này có tác dụng là trị ho suyễn, viêm phế quản hay là phòng ngừa mê đay dị ứng, giống như là bệnh nhân bị dị ứng với lại cá trâu, cá trê với cá trắm đấy. Và một số bệnh lý như vẹo cái cột sống cổ hay đâu là thì bệnh huyệt này có tác dụng. Mũi kim của cái hướng cái chỉ huyệt đình xuyễn này thì mình sẽ cái chỉ hướng về phía cột sống. Và huyệt thứ hai trong phác đồ điều trị này đó là huyệt phế du. Thì như các bạn cũng biết là cái huyệt phế du là huyệt thứ 13 của kinh bằng quang và nó là huyệt bổ du của kinh phế. Nó là chủ trì của nó là lao phổi, viêm phổi hay là khí quản viêm xuyễn, mồ hôi trộm. Thì khi mình cày chỉ vào huyệt này thì nó tác dụng là trong bệnh hen suyễn là điều phế lý khí. Ngoài ra nó còn thanh hư nhiệt bổ lao hòa viên huyệt, những cái tác dụng này thì không quan trọng lắm, chủ yếu là điều phế và lý khí thôi. Thì khi mình cày chỉ thì thường là mình sẽ cày chỉ xuyên về phía cột sống, thì độ sâu của nó thì từ 0,3 đến 0,5 thốn. Thì nếu mà trường hợp mình nặng quá thì cũng như mình nói cái này là thường thường mình sẽ chấm 5 thốn hoặc hơn một chút, chứ mình ít khi mà đi sâu vào đến một thốn. Tại vì cái chỗ huyệt phế du này thì bệnh nhân thường có thể là nhiều người mà chấm sâu quá thì có thể là dẫn đến thủng màng phổi thì rất chi là nguy hiểm. Và huyệt thứ ba mình trong phác đồ điều trị trong bệnh lý hen phế quản đó là huyệt thần du. Thì như các bạn đã biết thì thuộc huyệt huyệt thần du là huyệt của kinh bằng quang. Thì nó nằm ngay dưới đốt sống thắt lưng L2, L3, đi ngang ra 1,5 thốn. Thì như huyệt thần du thì theo các theo y học cổ truyền chúng mình thì có tác dụng là tráng hóa ích thủy, minh nhục, thông nhĩ điều thần khí. Và trong cái trường hợp mà điều trị hen phế quản thì nó tác dụng điều thần khí hay là nạp khí. Thì trong các bệnh lý hen phế quản thì các bạn cũng biết rồi, như người bệnh mà bị hen phế quản thì họ sẽ bị khi họ sẽ bị nghịch lên,
nên mình sẽ phải nạp khí xuống. Thì trong các trường hợp mà cái chỉ hen phế quản thì mình không những điều trị được hen phế quản mà mình có thể điều trị đau lưng hay là bổ thận, họ đều điều trị, có thể giúp cho họ điều trị các cái chứng về di tinh liệt dương hay là đái dầm, thì đem lại kết quả cũng khá là khá tốt. Và thường thì đông y chúng mình thì hay điều trị bệnh hen phế quản thì đối với những trường hợp mà khi chưa lên cơn hen, mặc dù cày chỉ thì có thể điều trị được nhiều trường hợp, đó là cày chỉ khi chưa lên cơn hen hoặc là cày chỉ để cắt cơn hen và cày chỉ khi mà bệnh trong giai đoạn ổn định. Nếu mà trong giai đoạn ổn định thì mình sẽ chủ yếu là bổ điều hòa khí huyết thôi. Và cặp huyệt tiếp theo mình điều trị đó là thiên đột, tác dụng làm thông phế khí. Thì nó tác dụng là tuyên phế hóa đơm, lợi yết hầu, khai âm, điều khí. Thì đối với trường hợp mà hen phế quản thì nó điều trị rất khá hiệu quả, đặc biệt là trong mấy cái bệnh về ho hen suyễn hay là mất tiếng đột ngột hay đau họng ở nấc thì nó cũng tác dụng rất chi là hiệu quả. Khi mình châm kim thì thường thường có một số tài liệu thì nói là châm không phải quay ra không phải 2 đến 0,5 thốn. Nhưng mà mình thì mình thường châm sau, đó là từ 1,5 đến 2 thốn, và mình châm ở phía sau xương ức, đi theo dọc mặt sau xương ức. Tiếp theo chúng ta cái chỉ đó là huyệt khí xạ. Huyệt khí xạ thì nằm ở đáy cổ, ngay ở chỗ lõm sát bờ trên xương đòn, khe giữa bó ức và bó đòn cơ đòn trũng. Thì đó là huyệt của kinh vị, tác dụng của nó là điều khí hoạt huyệt, thư cân, hoạt lạc và thanh lợi yết hầu. Thì đối với trường hợp mà bị hen phế quản thì chúng ta chủ yếu là lấy cái tác dụng là điều khí và thanh lợi yết hầu là chính. Khi châm thì chúng ta châm sâu 0,3 đến 0,5 thốn, hướng về mặt sau xương ức, cũng giống như huyệt thiên đột. Thì trong hai trường hợp này thì huyệt này thì khá hiệu quả. Cặp huyệt huyệt tiếp theo là chúng ta sẽ dùng huyệt chân trung. Huyệt chân trung thì ở điểm gặp nhau của đường dọc xương giữa xương ức với đường ngang của hai cái núm vú đàn ông, hoặc là ngang qua bờ trên hai khớp xương ức thứ năm của đàn bà. Đàn bà thường vú sẽ xa xuống nên là chúng ta sẽ dựa vào xương ức thứ năm của phụ nữ để mà tinh huyệt. Đây là huyệt thứ 17 của mật nhâm. Thì nó tác dụng là điều khí giãn nghịch, thanh phế hóa đơm và thông ngực. Thì chúng ta trong hợp này là điều trị hen suyễn hay là ngực đau, thở kém. Một số trường hợp nó có thể điều trị được thần kinh liên sườn đau, cũng là khá hiệu quả. Thì huyệt này có tác dụng đình suyễn khá là tốt, khá là quan trọng đối với trường hợp hen phế quản. Và chúng ta sẽ tiếp tục là đi với huyệt trung phổ. Trung phổ là nơi kinh khí hội tụ, là nơi hội tụ của mạch khí của kinh phế. Thì trung phổ hay còn gọi là ưng du hay là ưng trung du thì tùy mấy bà gọi. Thì nó là huyệt của kinh phế và có tác dụng là thanh tuyên thượng tiêu, sơ điều phế khí. Thì nó trị ho hen suyễn, ngực đau hay là vai lưng đau thì khá tốt. Nhưng một số trường hợp nó có thể điều trị được viêm phế quản hay là lao phổi. Và chúng ta chú ý là khi chúng ta cày chỉ vào huyệt trung phổ thì chúng ta sẽ cày chỉ hướng lên trên ra ngoài và hướng vào phía vai để tránh và đâm vào màng phổi, gây ra khí phế thủng, gây ra lủng màng phổi, tràn khí màng phổi. Và chúng ta tiếp theo chúng ta sẽ đến với huyệt quan nguyên khí hải. Quan trước khi đến với quan nguyên khí hải thì chúng ta sẽ đến với huyệt khúc trì, liệt huyệt và hợp cốc. Thì huyệt hợp cốc thì đó là huyệt thứ 4 của kinh đại trường, là một huyệt nguyên. Thì tác dụng của nó là trần thống, thanh tiết phế khí hay là thông giãn trương vị. Ngoài ra nó ngoài có các cái bệnh lý như phát biểu giải nhiệt và khô phong. Thì đối với trường hợp hen phế quản thì chúng ta sẽ cày chỉ vào huyệt hợp cốc với mục tiêu chủ yếu là khô phong, thanh phế, thanh tiết phế khí là chính. Còn các cái tác dụng khác điều trị đau nhức thần kinh đô thì chúng ta không nói ở trong trường hợp này. Thì khi chúng ta cày chỉ vào huyệt hợp cốc thì chúng ta sẽ cày sâu tầm từ 0,5 đến 1 thốn.
Và huyệt tiếp theo là huyệt liệt khuyết. Liệt khuyết là huyệt thứ bảy của bên phế, đó là một huyệt lạc, thì nó giao hội với nhâm mật. Thì trong trường hợp này là nó đầu xương quay nối với thân xương, thì cắt lần chỉ có tay 1,5 thốn. Chúng ta có thể là lấy hai ngón cái ngón trỏ bắt chéo vào nhau và quấy đầu ngón trỏ là chính là huyệt liệt khuyết. Đối với trường hợp huyệt liệt khuyết thì chúng ta sẽ châm hướng vào cùi xương chỏ, và huyệt tiếp theo là huyệt khúc trì. Thì huyệt khúc trì có tác dụng là giải biểu khu phong, thanh nhiệt trừ thấp tiêu độc, hòa bình dưỡng huyệt. Thì đối với trường hợp mà hen phế quản này thì chúng ta chủ yếu là sử dụng khu phong và thanh nhiệt là chính để điều trị hen phế quản. Thì thường là đối với bệnh nhân hen phế quản thì chúng ta sẽ cai trị trong vòng từ 1 đến 2 lần là bệnh nhân sẽ có cảm giác là đỡ rất nhiều, và cai trị từ 5 đến 7 lần hầu như bệnh nhân là không cần dùng thuốc cắt cơn hen, và các triệu chứng dần như biến mất, hoặc là các triệu chứng cô có thì nó chỉ là khó thở nhẹ, và nhiều khi bệnh nhân không cần dùng thuốc cắt cơn hen giãn phế quản nữa. Cái phương pháp cai trị này thì cũng khá hiệu quả, nhưng mà rất nhiều người họ chưa biết tới, đặc biệt là những người bệnh mà đối với khi mà bệnh nhân đến thăm khám ở Tây Y, thì khi các em điều dưỡng mà phân bệnh á, thì hen phế quản thì họ sẽ thường là đưa tới điều trị bên khoa hô hấp, và chúng ta có ít cơ hội để gặp những bệnh nhân hen phế quản ở phòng khám của Đông Y. Những bạn nào mà hay ngồi ở phòng khám khám bệnh thì cũng nên là giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân bị hen phế quản hoặc là người nhà bệnh nhân hen phế quản để họ biết tới phương pháp Đông Y này. Thì khi đó họ mới tự tìm đời về Đông Y. Thường thì bệnh nhân sẽ đi bên Tây Y nên là khó có thể tiếp xúc với điều trị được cái phương pháp này. Thì đó là một cái mất mát hay là của những người bị hen phế quản khi họ không được sử dụng cái phương pháp này để điều trị hen phế quản. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái cặp huyệt, đó là khỳ hải và quan nguyệt. Thì đối với huyệt khỳ hải thì từ lỗ đốn xuống 1,5 thốn như các bạn biết rồi, nó là thuộc mặt nhâm. Thì tác dụng của nó là điều khí ích nguyên, bổ thận bổ hư và lì kinh đới, hay là các cái bệnh lý về thấp trọc và ôn hạ tiêu. Chủ yếu chúng ta điều trị khi ở huyệt khỳ hải này là mục đích của chúng ta là nói về điều khí và bồi thận để mà chúng ta điều trị được cơn hen. Huyệt quan nguyên thì là huyệt thứ tư của mặt nhâm và huyệt thứ 56 của kinh mang quang. Thì quan nguyên có tác dụng là bồi bổ thận, bổ khí hồi dương cơ bản. Thì quan nguyên cũng như các bạn đã biết thì nó là một cái huyệt mà khá đặc biệt. Phải nói là khá đặc biệt tại vì nó là nơi vị trí nguyên âm và nguyên dương giao nhau cơ thể. Thì người xưa thì Trung Quốc hay cho là đó là nơi tập trung của toàn bộ khí huyết trên cơ thể chúng ta, nên là khá quan trọng trong các cái bệnh lý về viêm mũi, viêm xoang, hen phế quản. Tôi cảm ơn các bạn đã theo dõi, và cùng kính chúc tất cả đồng nghiệp y bác sĩ chúng ta luôn thành công và phát huy được cái thế mạnh y học cổ truyền. Và xin cảm ơn các bạn.